Chào anh em nhé, giờ đây là sẽ là cái clip mà quay từ mã 141 đến 150. Anh em nào mà thích với hàng ấy thì anh em có thể liên hệ nhé. Qua clip này nó có tầm 5 con lít 8. Giá rất là mềm anh em nhé. Và lên cho anh em đầu tiên là một em Doji lưng gù đời 2011. Doji lưng gù. Nó chạy bình thường anh em nhé. Tôi đi xin lưng gù này. Đấy, mọi hình xung quanh đây. Quay hết kỹ càng cho anh em luôn. Chỉ có bên trên, mặt trên này nó bị xước sát, nó móp chỗ này thôi. Quay rồi. Anh em thích thì dán tem gì vào đây nữa là vô tư nhé. Đấy. Xoong Paratium. Đấy. Ruột nồi cũng còn tương đối đẹp nhé các bác nhé. Rất là đẹp, ruột nồi cũng rất là đẹp này. Hàng chưa vệ sinh. Vừa rồi chấm nhẹ cho này một tí. Xong Palatium rất dày, một xong dày. Đấy. Chưa dọn vệ sinh. Đây. Ok chưa anh em. Con này nhá, xong nó bị xước sát nên là lưng gù xước sát. Nên em bán con này cho các bác với giá là 900. 900 mã 141. 41 900k. Doji lưng gù nhé. Anh em nào đã dùng Doji thì anh em biết là hàng Doji là hàng nấu ăn nó cũng tương đối ngon, nó nấu ngon ăn ngon thì đỉnh đẳng cấp. Thì có Toshiba, Doji với là đấy là những cái thẻ những cái dòng mà ấy, còn là những con nào mà nó hàng VIP mà trên 2 triệu thì dòng nào nó cũng ngon các bác nhé. Con tiếp theo lên cho bác cũng là Doji luôn. Con này đời 2013 các bác nhé. Đấy. Đời 2013. Đấy chạy bình thường các bác nhé. Ruột nồi của nó cũng còn rất là đẹp. Tương đối đẹp. Vậy. Doji. Bi áp suất nhé, hàng áp suất nhé. Doji áp suất nhé các bác nhé. Bên trên đây nó cũng bị móp một xíu trên đây nha các bác nhé. Đây, quay lên cho mọi người đây, đây. Nó bị móp chỗ này nha, các bác có thể về các bác dán cái tem vào đây rất là hết hết móp luôn. Muốn một tí chỗ này thôi nha. Con này MA 142. MA 142 bán cho các bác với giá là áp suất với giá là 900k nhé. Những cái dòng này em bao nó ngon cho các bác luôn. Tất cả cái chức năng từ nấu tất cả các chức năng tác vụ là con này nó làm được hết nha các bác nhé. Một trăm bốn mươi hai ra 900.000 nhé. 143 lên cho các bác này. Tại bên kia một em Doji cũng đời 2013, con này đẹp hơn con lúc nãy. Con này vừa đẹp hơn, con này ngoại hình thì đẹp hơn con lúc nãy luôn. Đấy, mấy cái này nó chỉ là 0,2 nữa các bác nhìn này. Các bác này, cậy là ra hết. Đây đánh là ra hết. Rồi con này còn rất là đẹp nhá. Rồi con này như mới luôn, đẹp lắm. À bên trên nó bị bên trên này thì không để ý luôn nhá. Ruột con này cũng còn rất là đẹp nhá. Ruột bên trong ấy. Đấy. Ôi giời. Còn nguyên trái cháo này. Đây các bác. Đây là trái cháo. Cái này hàng chưa về vệ sinh các bác nhá. Các bác thông cảm đây. Chứ còn cái này thì đánh là sạch hết các bác nhá. Đây là chỉ có cậy ra hết này các bác. Đấy. Đấy. Các bác tự về tự đánh rửa nhá. Con này bán cho các bác ra cũng 900.000. Mã 142. 140 mấy nhỉ? 442 rồi, 143. Với giá là 900k nhá. Rồi. Đây hết rồi, áp suất 144 này lên cho các bác gọi em. Ngoại hình xung quanh con này đời 2010. Ngoại hình xung quanh cũng còn khá ổn. Ruột nồi của nó con này đã nấu cơm rồi nhé. Con này em đã nấu cơm rồi nhé. Con này đã nấu cơm rồi nhé. Cơm nấu cơm rồi. Ruột nồi còn rất là đẹp nhé. Con này nấu cơm rồi.
Rosie Axon đấy, có 3.000 đấy. Đâu ra nó test thử cơ với cơ đấy. Rất là đẹp. Doang còn xanh ngắt rất là đẹp. Con này ma 144. Em cũng bán cho các bác với giá là 900k. Chạy bình thường nhé, bao chạy bình thường. Mã 145 lên cho các bác là một em Toshiba hút chân không. Ruột nồi thì của nó đây, ruột nồi của nó bị xước những chỗ này nhưng mà không ảnh hưởng xoang sần nhá. Nhưng không ảnh hưởng đến chống dính nhá. Không, đảm bảo cho các bác là không dính một hạt cơm này trong đây nhá. Con này là Toshiba hút chân không nhá. Xoang của nó không được đẹp. Đây, tôi sẽ bán hút chân không các bạn. Đấy. Con này ngoại hình thì đây, ngoại hình cho các bác quay cho các bác ngoại hình thì xung quanh thì ô rất là ok luôn nhá. Ngoại hình là ok luôn. Đừng mất một tí thôi. Mã 144 này. 144 bán cho các bác với giá là 1.200.000. Toshiba hút chân không. Con này có thể nấu cơm cháy rất là ngon. Đấy, bán lúc nghị cho các bác có giá là 1.200.000 cho các bác phải trải nghiệm nhé. Nó chỉ bị xước cái xoang nhưng mà xoang đảm bảo cho các bác là không dính một hạt cơm này nhé. Với giá chỉ 1.200.000 thôi nhé. Cho các bác phải trải nghiệm nhé. Lên tiếp cho các bác mã 145 là một em Joji Joshi. Đời 2014. Hàng lít 8 nhé các bác nhé. Lít 8 này. Lít 8 này. Ruột của nó cũng còn tương đối nhé, bị chóc mổ gà một chút, một xíu vài nốt không để ý, không ảnh hưởng đến chống dính của nồi. Con này là hàng lít 8 nhé các bác nhé, đời 2014 này, đấy hiển thị này. Đấy, ngoại hình xung quanh vẫn còn khá gái đấy. Ma 144 nhé, 144 này, bán cho các bác với giá là 1.400.000 cho các bác phải trải nghiệm. Hàng lít 8 1.400.000. Mã 145 lên cho các bác một em Panasonic van bùa ấm các bác nhé. Ruột nồi của nó cũng bị chóc hai nốt nhỏ này. Đấy, con này em bán thu hồi vốn nên em để cho các bác con này với giá là 1.500.000. Ngoại hình xung quanh là tương đối đẹp. Em đang bán không lợi nhuận luôn, đảm bảo. Em mua vào 1.500.000, bây giờ em bán ra cho các bác là 1.500.000. Con này em bán 145 kia. Con kia 145. Con Joji Joshi lít 8 145 nhá. 146. Bán là 1.500.000. Con này bán thu vốn. Chạy bình thường, con những con này đã nấu cơm rồi nhá. Các bác nhá. Đây là bác mã 147 này. Ruột nồi của nó bị chóc hai miếng hơi to một xíu. Nhưng không ảnh hưởng đến độ chống dính nhé. Cơm vẫn nấu cực ngon nhé các bác nhé. Cơm con này nấu vẫn ngon ok nhé, doang vẫn ok các bác nhé. Đảm bảo các bác là không hỏi doang nhé. Mã 147 này, ngoại hình xung quanh rất là khá gái. Nha. Đấy, cũng hàng 15 lít 8. Con này bán cho các bác với giá là 1.300.000 nhé. Hàng lít 8 nhé. Mã 147. 1
triệu mấy nhỉ? Ừ, 1,3 triệu, hàng X8. Đây. Đây cho các bác một em mã 149 này. Ngoại hình xung quanh này rất là đẹp. Ruột nồi vẫn còn tương đối nha các bác nhé. Con này có thể có chức năng nấu cơm cháy nhé. Con này em đã nấu cơm cháy rồi. Con này nấu cơm cháy cực ngon luôn. Con riêng con này có chức năng thêm chức năng nấu cơm cháy nhé. Đời này đời 2015 24. Con này đời 24, đời rất là cao nhé. Con này có chức năng nấu thêm được cơm cháy nhé. Riêng con này có chức năng nấu cơm cháy nhé. Bác nào thích ăn cơm cháy thì mua con này về nhé. Mã 149 48. Mã 148 nhé. Em bán cho các bác với giá là 1,7 triệu nhé. Đấy. Bác nào thích ăn cơm cháy thì các bác mua những con này về ăn cơm cháy. Bao bao ngon bao phê các bác luôn. Mã 149 149 này. Lên cho anh em một em Natuna màu hường rất là quyến rũ nhá. Bị mốt một xíu chỗ này luôn này, một mốt một xíu chỗ này thôi. Chạy bình thường các bác nhé. Hàng lít 8. Cực kỳ ok. Xoong của nó này. Xoong của nó các bác nhìn thiết kế xoong đã thấy thích rồi. Đấy, nhìn cái thiết kế đến. Ruột nồi bị chóc một xíu chỗ này thôi. Đấy. Nấu ăn rất là ngon. Loại này 6 7 người ăn vô tư. Con này em bán cho các bác với giá là 1,7 triệu nhá. 1,7 triệu này. Đúng rồi, 1,7 triệu. Con này mã 149 nha. 1,7 triệu. Bán cho anh em nhá. Anh em nào thích con này thì anh em liên hệ nhé. Mã 150. Lên cho anh em một em Toshiba hút chân không. Hút chân không nhé các bác nhé. Áp suất hút chân không nhé. Ruột nồi bị chấm một xíu chỗ này thôi. Đấy. Áp suất hút chân không. Dòng nồi này nấu rất là ngon. Bao ngon hàng 1 lít. Các bác nhé, ngoại hình của nó là tương đối ok luôn. Đấy. Con bị chỗ này nó bị bong BK một xíu. Nhưng không ảnh hưởng nhá các bác nhé. Chỗ này có một tí BK nó bị bong chỗ này một tí nhưng không để ý. Con này bán hữu nghị cho các bác với giá là 1,7 triệu. 1,7 triệu nhá. 150. Với giá là 1,7 triệu nhá. Áp suất hút chân không. Xoong nó có bị xước một chấm nhỏ xíu. Đây anh em nào, đây là 10 cái con mà em lên mã từ 141 đến 150 nhé. Anh em nào mà thích con nào thì anh em liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở màn hình nhé. Và đón xem cái clip tiếp theo của em nhé. Em nay ngày nay em sẽ chỉ ăn với làm clip cho các bác thôi nhé. Các bạn đón xem nhé.